Dạ, mến chào quý vị khán giả. Một tháng rưỡi rồi mới đi ra khỏi nhà. Goloman đang có mặt ở đây, không biết là cái đoạn nào nó gần, nó đang ở ngay chỗ Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Dạ, mình hôm nay thì mới xuất hành được sau hơn một tháng làm cái lò bánh mì yêu thương Baguette Sài Gòn Homemade. Thì hôm nay mới có dịp đi ra ngoài. Một tháng như vậy cứ hơn một, đây là ngày chính xác là ngày thứ 32 đó, 32, 33. Thì cứ sáng nào cũng vậy, từ 5 giờ sáng cho tới 7, cứ 6, 7 giờ chiều, ngày nào cũng như ngày đấy, 30 mấy ngày rồi. Còn hôm nay thì cũng có một cái lý do để đi ra Nha Trang. Thứ nhất là giao 50 ổ bánh mì cho một cái nhà hàng ở ngoài Nha Trang. Rồi xong kết hợp ra rồi đi giải quyết một số công việc ngoài đó, và đồng thời cũng có một vài, có một hai khán giả đang muốn nhờ Goloman tư vấn dùng để set up một cái tiệm bánh mì giống như Baguette Sài Gòn Homemade vậy. Cho nên hôm nay mình tranh thủ đi luôn. Ở đây là mình làm ở cái chặng Hàm Thuận Nam, thì có cái tiệm hủ tiếu Nam Giang Minh Phát. Mình thấy xe đậu rất là nhiều, mình nghĩ chắc là ngon. Và như thường lệ bà con bác biết rồi, đi ăn ở đâu có gì ăn ngon ngon hãy giới thiệu nha. Ở đây có món gì? Mì Hoành Thánh nè, hủ tiếu Nam Giang này, có hủ tiếu xá xíu luôn ngày xưa. Ủa anh, anh cho anh uống cái khô hả? Không, anh uống xa xíu. Uống xa xíu hả? Rồi, một thời gian chắc là cứ Nam Giang khô đi. Minh Phát à, em là Minh Phát hay là Tình Minh? Minh Phát. Bao nhiêu tuổi? 39 hả? 39 là lâu quá trời lâu luôn. Lâu tóc bạc phơ luôn. Ủa, quán mình được nhiêu lâu rồi? Dạ được hơn năm rồi. Hơn một năm hả? Dạ. Hơn một năm. Bạn thấy cái cấp nó xe hơi quá trời luôn. Dạ. Chúng mày em thấy anh chất lượng. Ừ. Em tự học hả? Dạ. Cái này em tự học hay là có ai tự học? Đàn ông già giỏi quá bà con ơi, thiệt luôn. Để ngoài xe bị gì nữa? Dạ, đây là bốn cái thùng đó, cho nên là mấy ổ bánh mì bỏ trong cái thùng này nè, mình sử dụng luôn cái thùng của một thùng xe đạp. Các bạn để mấy anh Sơn với lại anh bạn mình để ngoài xe sợ nó bị nóng. Bấm mình giữ cho nó mát, nóng quá nó khô. Cho nó mang cho để đây nha bà con. Đây là thấy vậy chứ bốn thùng vậy cho 50 ổ. Dạ, 40 ổ nguyên cám với 10 ổ baguette. Còn giờ thôi mà con mình dùng thử hủ tiếu Nam Giang Minh Phát. Hủ tiếu nước này. Cái gì thế nào nha. Đó, nhiều khi thấy trộn đơn giản cái sợi hủ tiếu này nó
nó mạnh mạnh giống như sợi hủ tiếu Mỹ Tho này. Quá vừa ăn luôn. Mấy ngày tháng nào mà bánh mì hết. Ba mấy ngày rồi. Đó, giờ mình cũng phải thêm một xíu. Đem đếm một tí. Rồi thêm một ít sa tế. Trời đàn ông giờ giỏi rồi. Anh đó là anh Phát con chủ luôn đó. Mình rất là thích ăn cái ngò bỏ vô đây nha. Rất thơm. Cho thưa chú thêm mớt đi con ơi. Ở nhà thì hôm nay là coi như mình nhường cái lò là buổi sớm sáng sớm cho cô Phạm Thị Dân, bà chủ lò của mình. Rồi hôm nay phụ lò là chạy đi giao hàng. Là sáng sớm là từ 4 giờ rưỡi sáng mình thức dậy là mình làm mấy mẻ bột rồi xong mình giọt. 5 giờ, khoảng 6 giờ là mình đã rời khỏi nhà rồi. Ừ, dữ vậy. Cây hủ tiếu ở đâu cũng vậy, hủ tiếu khô là ăn cái tượng hủ tiếu mà vô ăn hủ tiếu khô là biết hủ tiếu khô bây giờ. Thêm chén nước bà con phải không? Có mực, có đèn thử cái nước này như thế nào. Nước ngọt, rất ngọt, rất là thanh, nước trong vắt luôn. À, bà con mình thấy cái nước không? Dạ, nước rất là nước trong lắm. Mình rất là thích cái nước vậy đó. Ăn nước Lào mình thấy cái nước Lào nó mà dầu mỡ mình sợ lắm. Chấm xa xíu à, miếng xa xíu mà người nhìn thấy thịt cũng tươi rói, khá là chất lượng. Ông chủ thì coi như mặt hơi ngầu chút xíu à, nhưng mà rất là hiền, rất dễ thương. Nói mở quán thì được không? 1 năm. Cho một số bà con cô bác hỏi, ủa tự nhiên giờ chuyển qua bánh mì không có còn là nước mát Sài Gòn nữa hả? Nó giảm có nha. Dạ. Dạ vẫn bán nước mát Sài Gòn, vẫn bán nước mắm, nước tương, chao. Dạ. Hôm nay mình tính đi học. Đồng thời với bà con cái
đến đi học chơi cho vui, cho biết để sau này có về hưu á làm cái tiệm bánh mì nhỏ nhỏ. Ai về đâu, làm xong giờ mê quá, cuốn quá, rồi thấy bà con bác ủng hộ dữ quá nên cố gắng làm luôn. Sài Gòn thì vẫn các sản phẩm của anh đã từng sản xuất là không bán nước mắm mà và vẫn bán, bà con có thể đặt mua trên cái hệ thống bán hàng riêng của mình. Cái trang cái fanpage Colorman Food nè, Colorman Food Mart hoặc là Colorman, hoặc là bà con mình có thể gọi cho số hotline 1800 234 539. Kể cả đâm cái bánh mì cũng vậy, mà con đặt bánh mì có thể đặt kèm luôn, coi mình cũng ship chung luôn. Được cái là thời điểm nó khó khăn như thế nào thì mình cũng cố gắng hết. Cứ có làm là vui à, mình không có ở không một chỗ được, cho nên là ở ra phải làm, cho nên vừa buông cái này chụp cái kia, hãy thuận tiện thế nào làm cái đó, là thật sự luôn. Để nó ngày học cái ba làm cái bánh mì baguette, thích quá thích luôn. Cái kỹ thuật làm bánh mì Pháp nó thật sự là rất là khó luôn. Phải công nhận là bà chủ lò mình rất là giỏi rồi mà làm bánh. Còn mình thì cũng tranh thủ phụ thêm làm những cái thứ khác như cân bột mà rồi quảng bá rồi bán hàng. Bây giờ tranh thủ đi giao hàng luôn đó. Còn về mặt kỹ thuật chính thì là Phạm Thời Gian phụ trách. Mà nói vậy không có nghĩa là mình không biết làm nha. Mình làm nó hơi chưa đẹp thôi. Còn từ A tới Z là hai đứa đều đi học chung một thầy, cho nên là làm như nhau, nói chung là cũng nắm được hết, mà phải có thời gian thao tác nhiều. Mà xưa giờ mình ăn giỏi, cứ làm ít có vô nhà bếp, không có vô, không có giỏi nên được bếp núc luôn. Tiếng Nam Gia này ngon nha, hợp lý. Nằm trên đường dẫn cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam. Phan Thiết, có Bình Thuận chứ. Bà con bây giờ đi gặp đường, nằm đối diện với quán cà phê Yến Linh. Dễ định vị lắm. Rất ngon, rất sạch sẽ và rất là tươi luôn. Bận đến nỗi mà bà con biết là không có thời gian đi quay luôn. Hồi trước mình nói ngày nào mình phải quay một clip để gửi cho bà con, nhưng bây giờ bận đến nỗi không có thời gian đâu. Sáng ra là dính chặt cho tới 5 giờ sáng là tới 7 giờ tối luôn. Không có đi đâu được, qua đi quay luôn. Có lâu thứ bảy chủ nhật rảnh đi quay được một clip hết. Nhưng mà kỳ này có chuyến đi này thì chắc tranh thủ sẽ quay thêm. Buồn lắm. Tại mình rất là thích vừa làm nội dung, thích quay cái này làm chia sẻ, làm nhật ký mà. Hôm nay thì mình năm chỗ này sẽ cập bến Nha Trang nha. Bà con bán ở các tỉnh mình thấy đang đặt bánh mì của Colorman với lại tủ lò Phạm Thời Gian rất là nhiều nên thật sự là chưa phục vụ ngoài tỉnh được, đang từ từ. Còn bà con bán không đảm, bà con bắt cứ đặt xong rồi gom đơn lại. Giống như vậy, dù bữa nay 5-6 chỗ ổ mình tranh thủ đi một lần luôn, mình kết hợp luôn công việc luôn. Colorman xin được khép lại cái video này tại đây.
cảm ơn bà con cô bác quan tâm theo dõi và ủng hộ lò bánh yêu thương Ba Gác Sài Gòn Homemade của gia đình mình, cũng như ủng hộ các sản phẩm của Colorman từ trước đến nay nè: nước mát Sài Gòn, nước mắm kim kê, rồi cao ông màu. Mình vẫn tiếp tục bán những cái thứ đó, vẫn làm chung với cái bánh mì Ba Gác Sài Gòn luôn. Cảm ơn bà con cô bác yêu thương. Rồi bà con cô bác nào có đặt hàng cứ gọi hotline nha: 0353 883 799, hoặc là 1800 2345 39. Tất cả các mặt hàng của Colorman đều có ở đó. Còn nếu có dịp đi Phan Thiết, Bình Thuận trên mình đi thì ghé chỗ hủ tiếu Nam Gia, hủ tiếu Nam Vang Minh Phát, dạ ngon, sạch, chất lượng. Xin chào tạm biệt.